Trừ mỗi cái là đi ăn hàu rồi, không không phải để xe này ở nhà. Đi ăn hàu mà cầm xe này đi theo là toang đi anh em ạ. Đi ăn hàu mà cầm theo xe này là toang luôn đấy, không phải đùa đâu. Ok, hello anh em, lại là em Hải Rồng đây. Ok, chủ đề tiếp theo hôm nay thì em lại cập nhật thông tin tiếp theo cho anh em xem cái quá trình và cái giai đoạn mà chữa bé Lóc, tình hình bệnh tật bây giờ như thế nào, nó đã đỡ chưa hoặc là nó đã hồi phục hay chưa. Thì cũng khá nhiều anh em thắc mắc về vấn đề đó và cũng có ebook nhắn tin riêng cho em bảo Hải ơi, con Lóc thế nào rồi em, bé Lóc thế nào rồi, khỏe chưa, hồi phục chưa. Thì ok, sau vài ngày em chữa trị theo một vài công thức của anh em về chơi về bộ môn lóc cảnh có hướng dẫn và chỉ dạy cho em, thì thật ra thì cứ cái nào mình kém thì là mình học thôi, ok chưa ạ? Bên ngành rồng thì chắc chắn là mình ok rồi, nhưng mà bên lóc thì nó là một cái trường phái chơi khác nên là mình phải hỏi rất nhiều anh em bên ngành lóc, chứ không phải là đơn giản. Đó, bé chân sạch, chào khán giả đi mày, cưng lắm. Hôm qua lấy cúp giải nhì bị rớt. Ôi không sao, cũng nhiều anh lớn nhắn tin hỏi rồi mà không biết là sẽ về bên chủ nhân mới nào. Về bên chủ nhân mới nào là phải gắn lại cái này đây anh em. Ok, không linh tinh luyền thuyền nữa, đi vào chủ đề chính luôn, không nhiều anh em lại bảo là lòng vòng. Đây. Đó. Thì sau quá trình mà đổ nước lá vàng, ngâm nước lá vàng và đánh Melafix thì mọi thứ đã ok. Cái hôm bữa em cắm sưởi thì thấy cảm giác nó yếu quá, em phải rút ra ngay, tại vì con lóc này là lóc nữ hoàng. Nó thuộc kiểu là sống ở trong môi trường lạnh, còn nóng lên là nguy hiểm. Bỏ muối cũng không được luôn, cắm sưởi không được luôn. Thế nên là để trong cái gì nhỉ, môi trường lạnh luôn. Nói chung là bé cũng hồi phục khá nhiều, nấm thì vẫn còn, nấm thì nó còn mạnh hơn ấy đó, đây là nấm còn mạnh hơn, không biết anh em nhìn rõ không nhưng mà nấm mạnh hơn, nhưng mà riêng mồm và môi này là hồi phục rồi này anh em đấy. Môi và cái mồm hôm bữa trước là lở loét hết ra đúng không, thì bây giờ nó hồi phục rồi này, nó lành lại, nó liền lại. Nhưng mà cái nấm thì là một cái mà em đang rất là đau đầu, điên đầu luôn, điên đầu điên não luôn chứ không phải đùa đâu anh em. Đây là anh em, không biết anh em có nhìn thấy không, ở trên cái vây đuôi của nó kìa, đó ở trên cái vây đuôi đấy, với lại đằng đầu đây này đấy, anh em thấy không, mắt thì cũng hồi phục, bên kia cũng hồi phục rồi, nhưng mà đây này, cái tình trạng bé này đấy, đây này, nó ngứa nó khó chịu anh em, nó ngứa nó khó chịu lắm, rất là nguy hiểm, rất là căng thẳng. Nó bị ăn hoại tử mất, nó ăn ăn mất một bên vây này với và đằng sau đuôi rồi đấy. Còn hiện trạng bây giờ thì là bị nấm ở, vẫn còn nấm ở đầu và mắt bên này vẫn bị đục, nhưng mà hôm bữa trước là nó đục đục theo kiểu là căng ra cơ, ghê lắm đó. Còn hôm nay thì đây, bài toán này thật sự rất là khó. Đây là nấm nó còn nổi phì lên này, anh em bảo đây là nấm thủy mi, thật sự nó xù bông lên nhìn tội tội lắm luôn ấy. Nhưng mà thấy cảm giác thấy nó khỏe rồi, khỏe nhưng mà chưa phải chưa nó chỉ khỏe được khoảng tầm 50% so với cái lúc mà lúc đầu tiên thôi. Nhưng mà thế cũng là một cái bài học và một cái kinh nghiệm để mình cho mình trải nghiệm đúng không anh em? À, anh em xem đây là cái đầu, đoạn đầu đầu đây là đầu mồm đây này. Đó, bữa trước là nó lở loét, nó toác ra, nó thối giữa, xong là nó gì nhỉ? Nó hoại tử với anh em. Đó, bây giờ thì hồi phục rồi. Cái nước lá bàng này ok đấy. Khét. À, đánh Melafix cũng không ăn thua. Đây này, cái nước sủi bọt nó vẫn còn đây này, đây này anh em nhìn thấy không, đấy sủi bọt vẫn còn này, chứ không phải là đánh một lá bàng không đâu nha anh em, không phải là ngâm một lá bàng không đâu nha.
còn đánh cả thuốc mà vẫn không ăn thua. Bây giờ thì theo nhiều anh em góp ý thì nhiều anh em góp ý thì cái tỷ lệ mà anh em góp ý trùng ý kiến với nhau ấy thì là thiên về chai số 5. Mà chai số 5 thì em lại thấy không thấy nó không hợp lý một xíu nào, nhưng mà khá nhiều anh em nói về chai số 5 thì có khả năng là bây giờ em sẽ sang bên kho 2 lấy chai số 5 để sang liều một phen để đánh xem nó có hết không, để đánh xem nó có hết nấm không. Càng lắm anh em, bây giờ muối không bỏ được, sưởi không cắm. Căng nhỉ, kèo này căng. Không biết làm kiểu gì luôn. Bây giờ phải test thử thôi, bây giờ phải trải nghiệm thôi. Đúng không? Bây giờ mình phải trải nghiệm. Em thì em cứ thích trải nghiệm đấy. Cho dù là như thế nào đi nữa thì em vẫn phải cố gắng cứu em nó bằng được. Đam mê mà, mình không thể buông xuôi được bao giờ. Không thể cứu được nữa thì thôi. Còn cơ hội là còn thở là còn gỡ. Ok chưa? Cố gắng lên nha. Bây giờ em sẽ sang bên kho, bên kho 2 lấy chai số 5 để về oánh tiếp. Bây giờ là ngừng Melafix và Bimafix rồi. Thì trong vòng đánh Melafix và Bimafix trong vòng 5 ngày nhưng mà không có hết hiệu quả. Ok, bây giờ sử dụng phương án khác. Lá bàng thì vẫn cứ để y chang vậy luôn. Đó, lá bàng cứ để y chang vậy luôn. Và bây giờ là đánh theo công thức khác. Coi như là đây một cái chia sẻ trải nghiệm thực tế. Là một người chơi và một người chơi mới tập chơi lóc. Đó là em luôn. Mới tập chơi lóc thì là gặp sự cố thì mình chữa trị. Và đây là cái mình test thử xem như thế nào. Thì nhiều anh em mới chơi thì cũng cảm thấy hợp lý thì làm theo em ha. Còn ví dụ các anh chuyên về lóc rồi thì thôi, cái đó em không nói thì có gì là bỏ qua nha. Đó, nhưng mà gặp sự cố này là lần đầu tiên chơi mà đã gặp luôn rồi. Em thật sự em cái thứ nhất là rất là thương nó, cái thứ hai là mình còn kinh nghiệm còn kém trong về cái bộ môn thú chơi lóc cảnh này. Ok, bây giờ phải chữa trị bằng được em nó cho dù như nào nữa. Bây giờ công thức thứ nhất là công thức lá bàng và bộ 2 Melafix và Bimafix không ăn thua. Bây giờ chuyển sang chế độ công thức thứ hai là chai số 5. Đó. Và không linh tinh liên thuyền nữa, bây giờ sang kho 2 để lấy chai số 5 về oánh cho em nó phát. Này đang bên kho 1. Ok, đi thôi. Cười cái coi. Đằng trước này thì là của em kinh doanh thêm trà sữa. Đó, đây là bên kho 1. Bây giờ đi sang bên kho 2. Thì bên kho 2 thì nó ngay đằng sau thôi. Nó ngay đằng sau bên kho 1 thôi. Cóc cua phát là tới liền này. Đây kho 2 đây. Cái xe này mà đi đâu anh em nhìn thấy tên Hải Rồng là đều anh em nhớ tới, đều anh em biết tới và cũng có vẫy tay chào. Trừ mỗi cái là đi ăn hàu rồi, không phải để xe này ở nhà. Đi ăn hàu mà cầm xe này đi theo là toang đi anh em ạ. Đi ăn hàu mà cầm theo xe này là toang luôn đấy, không phải đùa đâu. Bây giờ là đi ngoài đường đi cà phê thì được, nhưng mà đi ăn hàu ăn ốc là thôi toang đấy. Ok, bên đây là kho 2. Kho 2 này nhiều anh em cũng biết rồi, quay chi nhiều nó còn đây. Úi xời, tiện thể luôn. Được chưa? Anh em thấy ảo chưa? Đẹp thật, công nhận. Công nhận được của nó đấy. Đấy, có 3 con chép phụng. Tuyển luôn nha. Cờ kỳ gọi là
Phượng Hoàng thì trả lại tiền luôn. Có con này là sọt body luôn này. Ngắn ngủn luôn. Đấy xài. Đó. Anh em cứ bảo kiếm con này dễ chứ thật ra không dễ đâu. Không dễ đâu. Đúng không? Anh em kiếm phải cờ kỳ đuôi càng như này không dễ đâu. Nói chung cũng có đấy. Đại trà cũng nhiều đấy chứ không phải ít. Ít nhưng mà cũng không dễ. Không dễ một xíu nào luôn. Đó. Thế mà hôm trước mà em bảo để combo này là 73 21 7 xị một bé. Đấy, hai củ mốt mà cứ trả lên trả xuống đâu em để lại chơi luôn. Bộ ba thì đẹp lắm. Rồi ok. Bây giờ thì lôi đồ nghề ra. Lấy luôn chai. Xem là lấy luôn chai đậm đặc này đi. Lấy luôn chai lớn à thôi. Đây, lấy chai nhỏ này cũng được rồi. Cái chai lớn ấy thật chất ra không phải là dung tích nó lớn là mình cảm giác nào nó lớn đâu. Mà chai lớn thì là cũng nhiều anh em nói là cái chai lớn nó đậm đặc hơn, dung tích nhiều hơn và nó đậm đặc hơn. Đó. Ok, bên kho 2 thì dừng hoạt động rồi. Hết cá chắc chắn là dừng hoạt động nghỉ Tết rồi. Sang năm khởi động cả kho 1 cả kho 2 để phục vụ anh em liên tục. Đó, còn bé cúp, đạt cúp thì chưa chốt. Anh mới hỏi thôi, mới không biết ai sẽ là người lấy trước. Bé đẹp. Thế bây giờ cầm ra số 5. Tết này có về không gái? Có. Sướng thế, về quê sướng đấy. Ok. Ok thì đã về bên kho 2, bây giờ là quánh chai số 5 này. Đấy, một tay vừa cầm vừa quay cho anh em luôn. Ok, đây là chai số 5 nha anh em. Đây số 5 là anh em nhìn thấy số 5 ở dưới. Nhiều anh em lại không hiểu. Rồi mình lắc lên một xíu. Đó, xong bắt đầu là nó nắp ra. Đó, và đổ rô thôi. Em dùng quả đậm đậm luôn thì là đánh cỡ khoảng một nắp vòng trong này. À quên, lộn, hai nắp vòng trong này luôn. Đây nha, anh em đánh theo tỷ lệ nhé. Hai cái nắp vòng trong này luôn, vòng trong ở bên trong là nó có một vòng nữa này. Đấy, hai cái nắp này, đánh hai cái nắp là đổ thẳng vào luôn. Phát đầu tiên thì mình đổ thẳng luôn. Và theo cái mực nước này thì em sợ nó không đủ ấy. Em sợ nó không đủ ấy, mực nước này sợ nó không đủ, hai nắp không đủ ấy. Rồi cứ đánh đi, hàng ngày ta đánh liên tục luôn. Rồi. Đấm cho hai nắp. Đấy. Ngày thứ hai là hai nắp tiếp. Đánh oánh trong vòng 5 ngày luôn. Oánh trong vòng 5 ngày luôn. Cho nó rực rỡ. Đấy, nắm đánh xong là hàng ngày đều phải thay nước. Đó, hàng ngày thay nước chút xíu xong là bắt đầu là mình đánh tiếp. Đó, nên là mong sao bé hồi phục và khỏe mạnh trở lại. Cố gắng lên nha cưng. Thì
Ok thì sang bên đây thì con bé Super hai bách đẹp lắm anh em ạ. À, body đuôi cá nó đẹp cực kỳ luôn. Xíu nữa em để clip đằng sau cho anh em chiêm ngưỡng. Bé đó thì em đang để giá 44 củ 8 cho anh em nha. Hệ chơi body nha, hệ chơi họ hệ chơi kiểu body tuyển chọn nha, bé Super hai bách đó, hệ chơi body tuyển chọn nha. Size kích thước là 37 38. Đó. Đây là trường phái chơi body nha, thì cái giá nó chắc chắn nó sẽ cao hơn một chút xíu so với những con hai bách bình thường, nên anh em đừng có bảo là hai bách sao tự dưng giá cao thế anh. Nó cao là cái body nó đẹp, đẹp hay không thì xíu em gửi chèn cái clip đằng sau cho anh em để anh em chiêm ngưỡng xem nó có xứng đáng 444 củ 8 để anh em sở hữu hay không. Nói chung là cũng có bớt bù trừ để cho anh em lấy lộc. Đó, nhưng mà cái giá này là giá cao hơn cái giá mà với một bé hai bách bình thường. Chắc chắn là sẽ cao hơn. Cao hơn chút xíu thôi, cao hơn vài trăm ngàn. Bé hai bách bình thường mà size gần 40 thì nó nếu mà body bình thường mà chuẩn chỉ ấy, thì nó cũng rơi khoảng 2 triệu mấy 3 triệu rồi. Đấy, tầm đó. Ok, không linh tinh liên thuyên nữa. Nói nhiều dài dòng mất hay của anh em. Cách thức công thức thứ hai thì bắt đầu bây giờ em mới test và em sẽ trải nghiệm. Ok, thì sau 5 ngày nữa xem nó có bé nó có hồi phục hay không. Hên xui à, bây giờ em cố gắng hết cỡ coi như là mình trải nghiệm đi. Học hỏi. Ok. Ok anh em, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo.